Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Cho ý kiến về một số vấn đề về công tác tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ngành phải tập trung chuẩn bị tốt một số hội nghị, hội thảo quan trọng cùng một số chuyên đề tổng kết của nhiệm kỳ 2020-2025 để phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Trong đó yêu cầu tập trung cho chuyên đề 40 năm xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, 15 năm thực hiện điều lệ Đảng, 5 năm xây dựng Đảng của nhiệm kỳ Đại hội thứ 13 và tổng kết 5 năm thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, văn hóa con người. Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2020-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành nghiêm túc triển khai, tập trung hoàn thành báo cáo tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, 15 năm thực hiện điều lệ Đảng, hoàn thành trong tháng 1 năm 2024. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ.